Chào mừng các em đến với tiết học toán 1 tuần 23, bài trục đơn vị ở sách giáo khoa trang 102. Mở đầu bài học, cô mời các em cùng tham gia một hoạt động khởi động như sau. Đó là trò chơi tìm xe cho bạn. Các em hãy nhìn kỹ trên màn hình, ta có 5 con vật đang đi trên những chiếc xe thân yêu của chúng. Thế nhưng, năm bạn nhỏ này đã cùng rủ nhau vào rừng chơi. Đến khi quay lại, các bạn đó đã không biết chiếc xe của mình nằm ở đâu. Vậy thì, các em hãy giúp cho chúng tìm ra chiếc xe nào của mình nhé. À, đây rồi, những chiếc xe chưa có chủ nhân. Vậy thì, để tìm được chủ nhân cho chiếc xe của chúng, cô là mẫu. Ví dụ cô tìm chiếc xe cho bạn thỏ. Các em quan sát trên mình bạn thỏ có số 90, gồm có số 9 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Vậy thì ta sẽ quan sát xem trên những bánh xe có bánh xe trước là số 9, bánh xe sau là số 0. Thì đó chính là xe của bạn thỏ. Đây chính là xe của bạn thỏ nha các em. Tương tự như vậy, còn 4 bạn nữa chưa tìm được xe của mình. Các em hãy giúp các bạn tìm xe của bạn nhỏ đi nào. Rồi, bây giờ là đáp án của cô nhé. Xe của bạn dê. Xe của bạn chó. Xe của bạn gà. Và cuối cùng, xe của bạn chuột. Bài học mới hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em, đó là bài trục đơn vị. Cô mời các em hãy mở sách toán của mình ra, trang 102. Các em hãy đếm cho cô xem, trước mặt các em có bao nhiêu hình trái xoài nhé. À, các em đã đếm rồi, kết quả của cô là 17 trái xoài. Bây giờ, cô sẽ dùng các khối lập phương để thể hiện số 17. Giống như tiết học trước, các em có thể thay khối lập phương bằng việc các em sử dụng đũa, que tính hoặc là các viên kẹo. Mời các em xem phần thực hiện của cô nhé. Các em cùng đếm với cô nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 là một chục. Cô viết 1. Tiếp tục, ta đếm tiếp các khối lập phương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cô có 7 khối lập phương. 7 đây chính là 7 đơn vị. Về các em nhìn vào mô hình khối lập phương, ta thấy có một chục khối lập phương và 7 đơn vị. Vậy ta có số 17. Vậy là các em đã biết số 17. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em cách viết số 17 nhé. Số 17 được viết bởi hai chữ số. Chữ số 1 ở bên trái chỉ số chục, chữ số 7 ở bên phải chỉ số đơn vị. Nào, mời các em hãy bấm nút tạm dừng màn hình để thực hành viết vào giấy hoặc bảng con của mình nhé. Cô mời các em hãy đọc lại chữ số mình vừa viết nào. 17. Vừa rồi các em đã biết viết và đọc số 17. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em phân tích số 17 nhé. Các em hãy nhìn vào số 17. Ta thấy 17 gồm một chục và 7 đơn vị. Mời các em nhắc lại.
Tiếp theo, ta sẽ đưa số 17 này viết vào sơ đồ tách gộp. Nào, các em hãy bấm nút tạm dừng màn hình để thực hành nhé. Cô lưu ý với các em, một chục là 10 đơn vị theo như bài học trước các em đã được học. À, các em đã làm rồi phải không? Bây giờ mời các em xem kết quả của cô nhé. 17 gồm 10 và 7. Bài học tiếp theo, cô mời các em hãy đếm cho cô trên màn hình cô có bao nhiêu trái mận màu đỏ nhé. À, ta có 30 trái mận. Vậy thì ta sẽ tiếp tục thể hiện dùng các đồ dùng mà chúng ta có, ví dụ như là que tính, đôi chiếc đũa hay là viên kẹo để thể hiện số 30 nhé. Còn cô thì sẽ tiếp tục sử dụng các khối lập phương. Nào, các em hãy cùng đếm với cô để chúng ta thể hiện số 30 nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vậy ta có 30 và 0 đơn vị. Cô giới thiệu với các em, 30 và 0 đơn vị là số 30. Các em hãy lặp lại. Vậy là các em đã biết số 30. Tiếp theo, ta sẽ cùng nhau phân tích cách viết số 30 nhé. Số 30 được viết bởi chữ số 3 ở bên trái chỉ số chục, chữ số 0 ở bên phải chỉ số đơn vị. Nào, các em hãy bấm nút tạm dừng màn hình để thực hành viết lại số 30 vào bảng con hoặc giấy nháp của mình. Mời các em cùng nhắc lại cho cô chữ số mình mới vừa viết, 30. Bây giờ chúng ta cùng phân tích số 30 nhé. Cũng tương tự như số 17, ta thấy số 30 gồm 30 và 0 đơn vị. Mời các em nhắc lại. Mời các em hãy viết số 30 vào sơ đồ tách gộp. Các em hãy bấm nút tạm dừng màn hình để thực hành nhé. Cô lưu ý với các em, 30 là bằng 30 đơn vị. À, các em đã làm bài xong rồi phải không? Mời các em kiểm tra kết quả của cô nào. 30 gồm 30 và 0 đơn vị. Bài học tiếp theo, cô sẽ giới thiệu cho các em quan hệ giữa chục và đơn vị. Các em hãy quan sát mô hình thanh trục trên màn hình. Ta nhận biết 10 đơn vị bằng một chục và một chục cũng bằng 10 đơn vị. Vậy các em tiếp tục nhìn vào mô hình ba thanh trục trên màn hình. Em hãy cho cô biết có mấy chục. À, có 30. Vậy có bao nhiêu đơn vị? À, có 30 đơn vị. Như vậy là các em đã thấy được quan hệ giữa đơn vị và trục rồi đó. Bây giờ, tiếp theo chúng ta sẽ bước vào hoạt động luyện tập. Cô mời các em hãy nhìn vào sách giáo khoa ở trang 103. Bài tập số 1 với yêu cầu
đếm rồi nói theo mẫu. Cô sẽ hướng dẫn các em làm mẫu câu A nhé. Nhìn vào hình, ta thấy ta có 27 ống kem. Vậy có 20 và 7 đơn vị. Tiếp theo là câu B. Các em sẽ làm bài tương tự như câu A vừa rồi nhé. Các em hãy đếm được từng cây kẹo một, xem có bao nhiêu cây kẹo, rồi nói có bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị. Các em hãy làm đi. À, các em đã làm rồi phải không? Bây giờ các em hãy xem kết quả của cô nhé. Cô đã đếm được có 34 que kẹo. Vậy ta có 30 và 4 đơn vị. Tiếp theo, ta có bài tập số 2 với yêu cầu đếm, viết số rồi nói theo mẫu. Các em hãy đếm cho cô các khối lập phương. Có bao nhiêu chục? À, có 10 nên ta viết chữ số 1. Có mấy đơn vị? À, có 1 đơn vị nên viết chữ số 1 để chỉ 1 đơn vị. Có 10 và 1 đơn vị gộp lại ta được số mấy các em? À, được số 11. Ta viết chữ số 1 và chữ số 1 lần lượt ở hàng chục và hàng đơn vị. Ta đọc số là 11. Ta nói là gộp 10 và 1 đơn vị được 11. Tương tự như câu A, các em hãy làm câu B nhé. Nào, các em hãy bấm nút tạm dừng màn hình để làm bài đi. À, các em đã làm bài xong rồi. Bây giờ mời các em kiểm tra lại đáp án với cô nhé. Sau khi đếm, ta có 10, cô viết số 1. Có 9 đơn vị, ta viết chữ số 9. Có 10 và 9 đơn vị gộp lại ta được số 19. Ta viết chữ số 1 và chữ số 9 lần lượt ở hàng chục và hàng đơn vị. Ta đọc số 19. Ta nói gộp 10 và 9 đơn vị được 19. Và cuối cùng là câu C. Các em cũng làm tương tự nhé. Nào, các em hãy bấm nút tạm dừng màn hình và làm bài của mình nhé. À, các em đã làm bài xong. Mời các em hãy dò đáp án trên màn hình của cô nào. Ta đếm cột bên tay trái, ta thấy được 20 khối lập phương. Còn bên tay phải thì không có khối lập phương nào hết. Ta sẽ viết chữ số 0. Và tất cả ta có 20 khối lập phương. Vậy ta nói gộp 20 và 0 đơn vị được 20. Phần học bài mới và làm luyện tập đến đây là kết thúc. Cô mong các em hãy xem lại bài vừa học của mình ở sách giáo khoa toán trang 102-103. Các em sẽ thực hành thêm làm bài tập toán ở bài 1, 2 và 3 trang 27 của sách bài tập toán. Mà các em ơi, trong tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến mới, chúng ta đã tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID. Và quan trọng hơn cả là dù ở đâu, chúng ta cũng phải thực hiện tốt thông điệp 5K nhé các em. Nhìn trên màn hình, cô xin giới thiệu lại thông điệp 5K, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Như vậy, việc đầu tiên cô muốn các em phải thực hiện và áp dụng ngay đó là kết thúc tiết học, các em đã rời khỏi bàn tay của mình trước các thiết bị điện tử. Vậy thì các em sẽ rửa tay bằng xà phòng ngay nhé.
Tiết học đến đây là kết thúc rồi các em ơi. Cô mến chào tạm biệt các em. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, khỏe mạnh và học tốt nhé. Hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.